xin mẹ phổ đến lành đó trẻ trần gian. Từ lâu con trẻ bơ vơ không thông nguồn cội bến đi bờ là đâu. Hôm nay con rõ đuôi đầu
lạc ban. Khi xưa lời Phật rõ ràng, thầm thì tâm
vừa chung y bàn đó ầm ầm y đánh y nhau. Lại chưa nói ân y thâm nghĩa trọng, khi rượu vào mắng chửi mẹ cha quên đi công y đức ông ở bà phải chân gì rượu con là bất nhân. Trong các tội làm con phải giữ đạo hằng, thờ cha kính đi mẹ ông bà tổ tiên, đòi âm chỉ cùng là em út phải xử sao cho trọng tình. Thân y kia màu nọ như anh, thương yêu dòng giúp giữ gìn phong môn, ta dùng giúp bằng lời khuyên bảo, ta giữ gìn cho rạng giống nồi, khuyên nhau đừng ở lôi thôi, cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen. Tình chồng vợ cũng là nghĩa trọng, khuyên cùng đừng yểm cụ kinh y tân. Vợ chồng phải phân, chồng khuyên vợ già mời phần yên vui. Đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc, rồi mỗi người lần hiếp lần sai.
đầu dòng bãi kim dây trần gia tấu mẹ hôm nay con nguyện ăn ngay ở thằng thiện duyên dùng lời nhân nghĩa bao khuyên mọi người nói theo tính Phật ở đời dù cho nghèo có một lời không thay đêm ngày cầu nguyện giữ lại Nam Mô sáu chữ thảo ngay kính nhường một lòng một giả thiện lương tu nhân tích đức thiên đường kế bên cầu xin ý tam bảo ơn trên độ người đạo đức qua bên giác ngàn cầu xin Phật tổ Tây Phương độ người cần thế hùng hoàn thành nguyện. Ai mà ăn ở thiện duyên cầu xin ý ngọc đế xem thường tội phước ở nào nề thân nhớ mau mau sám hối kịp giờ trao dồi tâm ý đạo sáng đỏ kỳ lời kêu gọi thiết thứ tha ai ơi thức tình đi ráng mà tu tâm thấy người cùng khổ ân cần hỏi thăm sắc đi dốc vàng cánh không bằng thấy người bệnh tật khó khăn ra tay bố hoa thế phước tăng hòa lùi giúp người bớt khổ mình vui phương tiện bố
bây giờ tập sông y muối dừa trao dồi đạo đức để chừa tâm y ta riêng lòng tu sửa xác phàm sớm trưa kinh kệ luận đàm thiên nhân khuyên đừng tính ni thiện so hơn cùng nhau tu sửa cách ni hàng ích chi lòng mình đã chọn từ bi thấy sai thì sửa còn chi quý bằng cầu xin y tam bảo gia tăng đó người đạo hạnh thần đàn chánh đầu dòng bài ơn trên Phật tổ cứu độ người bớt khổ lầm mê trần gian lắm nỗi ê chề tổ tâm dưỡng tâm tìm còn say đắm đam mê vật chất càng lúc sau khó vật chân ra chơi với trong bể ấy hà tử xanh xanh ý tử thật là bằng kinh kể hôm nay rèn lòng sửa tâm đi tháng ngày thông dòng dù cho bão táp mưa phong kiến tâm định đi tâm như không sân si hại mình trôi lăn trong kiếp phù sinh hiệp tan than hiệp lục bình trôi sông đến khi trời trở gió đông bây giờ còn kiếp nhân sanh đó là phước lớn lòng lành ráng tu ai mà học được chữ nhu tiếp theo chữ nhận như mồ sáng ra bởi vì trong cõi ta bà dục lạc cám mê dỗ như là
phải chi ai cùng kiên về sợ tội sợ lỗi khác mà tu thân để sao dứt bỏ xác trần tây phương tịnh ý độ
rồi sớm tối cần kiên hiểu thông kinh này kể kết duyên Phật nhà cầu xin từ phụ Thích Ca đó người sáng mà hối bước qua giác ngàn cầu xin Phật tổ Tây Phương soi chuyển đạo pháp độ an thế trần
xăm ta. Nam mô sao trời Di Đà, thường xuyên mà tống niệm thân tâm an nhàn, nhẹ
Phật, xin trời đất chứng y mình. Lòng yêu kẻ tâu qua, mong đền đáp với mẹ già. Trong kỳ
xa cô hiền. Nghĩa kinh Phật mẫu hộ duyên, gặp trong đồng đạo người hiền biết tôn. Lòng con tình ni tấn ni công phu, cầu